chất lượng và cái chất lượng gỗ thì khách bạc thì không khách kiểm tra các thứ thì nó lên à, trọng 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 lưu ở các một hiện tại đây đây lưu 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 ở số đấy cái này chất liền đẳng cấp chất liền đẳng cấp luôn ấn gọi đi ấn gọi mà chơi đi đẳng cấp nhỉ đấy đang đi xem nếp nhà lim quay video để cho anh em ngắm thêm cái chất lim Thanh Hóa nó là như thế nào. Chất lim Thanh Hóa thì nó là đỉnh cao của các loại đỉnh cao rồi, đỉnh cao của các loại đỉnh cao rồi, năm dàn sáu vỉ đứng nhanh em xem đấy, năm dàn sáu vỉ. Đấy, hai thỏ ba thụt, năm gian sáu vỉ, hai thỏ ba thụt, đỉnh cao về chất lượng gỗ. Đấy, anh em xem vân này, 100% là gỗ đi, 100% là gỗ đi Thanh Hóa. Này bên trong này, đấy, bên trong đấy, kẻ ngồi trồng giường đấy. Dàn 3 mét, dàn 3 mét tìm cột, đẹp đẳng cấp, đẹp đẳng cấp luôn anh em. Về chất lượng gỗ, về chất lượng gỗ thì căn này nó là quá đẳng cấp luôn. Lim trong buồng này, vì kèo lim này. Đấy, trong buồng thì vì kèo đơn giản thôi. Đấy, trong buồng thì vì kèo đơn giản cho anh em xem. Anh em xem chất gỗ này. Ý trời ơi. Số 1 Việt Nam. Chất gỗ số 1 Việt Nam rồi. Chất gỗ số 1 Việt Nam rồi. Quá kinh khủng. Nếp nhà 5 gian quá kinh khủng luôn. Hoành rùi lim hết. Đấy, nhà là 1986. Đấy, nhà là 1986. Quá kinh khủng luôn. Cột cái đường kính 30. 5 gian 6 vỉ. 5 gian 6 vỉ. Đấy, đẹp, đẳng cấp. Vần ác nhỉ, vần gỗ. Chiều dài ngày dài hết. 14 mét. Lim sâu gió. Vần gỗ này nhìn thích thật, yêu thật. Lim này, bền. Lim sên táo đều là những cái gỗ này. Tứ thiết. Lim sên táo. Tứ thiết. Không còn gì để bán. Chơi như sừng, cứng như thép, chơi như sừng, cứng như thép. Ba gian hai bùa, ba gian hai bùa, rất đẹp, cực kỳ đẳng cấp, cực kỳ đẳng cấp đây. Cái cột này phơi từ 1986, 40 năm rồi đây, 40 năm rồi mà nó vẫn cứ như thế này đây. Đấy, đẳng cấp số 1 thế giới, đẳng cấp. Căn nhà đẹp đẳng cấp giữa rừng. Đấy, em đang giữa rừng lim Thanh Hóa đẳng cấp số 1 thế giới. Rất đẳng cấp anh em nhé, 100% gỗ lim, cực kỳ đẳng cấp. Đấy, anh em nhìn này, nhìn cái vân gỗ này. Ê trời, số 1 thế giới luôn.